Xin chào các bạn, đã lâu lắm rồi Vũ mới lại xuất hiện trên kênh của Coffee Farm. Thì mấy bữa nay chó bên nhà chợ Vũ nó đẻ nhiều quá, với lại có những cái vấn đề mà Vũ phải giải quyết nên lâu lắm rồi. Bây giờ Vũ mới quay lại clip về những chia sẻ cách chăm sóc Corgi. Thì ngày hôm nay Vũ sẽ làm một cái clip về lơ chuồng cho chó Corgi được 20 ngày tuổi. Vì sao phải nói là lơ chuồng cho tụi nó? Tại vì quý vị cũng đã có thể thấy bên này. Đó, đây là các bé được 20 ngày tuổi. 20 ngày tuổi nhưng mà các bé đã có thể leo ra khỏi ổ rồi. Đó, ví dụ những ổ như thế này nè, là các bé đã có thể leo ra rồi. Nên bây giờ Vũ sẽ quyết định là mình sẽ cho các bé ở chuồng. Và tới giờ thì mình sẽ cho các bé ra uống sữa. Quý vị có thể thấy là bên Vũ nè, 20 ngày tuổi mà nó giống như là 30 ngày tuổi vậy đó. Đây, rất là dễ thương nha. Nè, đó, chúng ta có thể thấy cận cảnh các bé đều kẻ vẻ rất to nè. Hoàng cổ, mặt bé này cũng dễ thương hết. Rồi bây giờ Vũ sẽ chuẩn bị để mà lót ổ, lót những cái đế để mà cho các bé ở chuồng, giống như là ở bên này. Vũ sẽ làm giống như bên này. Tại vì thường những cái chuồng như thế này là chỉ cho chó con là khoảng 20 ngày tuổi thôi. Nếu mà dưới 30 ngày là chân của các bé sẽ lọt vô những cái khe của cái chuồng thì bé sẽ bị đau chân, nhiều lúc có thể bị gãy chân. Còn các bé này thì mới bố mẹ xong cũng cho nằm ở ngoài chút xíu rồi cũng phải bỏ vô chuồng thôi. Vì thường chó con mình nằm sàn nhiều nó dễ bị phổi. Đấy. Đây là các bé được 21 ngày. Các bé này là hơn các bé vừa rồi 1 ngày. Rồi và nguyên liệu. Đấy, nguyên liệu Vũ đã chuẩn bị là cả hai cái chuồng nhỏ với lại lưới. Quý vị có thể sử dụng hoặc là lưới sắt. Sắt thì mình nên dùng sắt màu xanh này, nó sẽ có một lớp nhựa bọc lại. Thì cái lưới này nó sẽ rất là bền rồi, nó không phải là không xét nhưng mà nó rất là lâu xét. Còn nếu quý vị muốn xài mà lâu dài thì mình dùng cái lưới nhựa. Lưới nhựa này thì xài lâu dài và bền bỉ, nhưng mà nếu mà về cái độ mà gọi là tốt á, thích hợp gọi là ok nhất cho các bé các con thì mình nên dùng lưới sắt. Vì cái lưới này các bé sẽ đi rất là dễ, không có bị trơn trượt, và các bé đi những cái móng chân các bé sẽ bám vào những cái thanh lưới này, nó rất là chắc chắn, và chân các bé nó sẽ khỏe, nó sẽ cứng cáp hơn là dùng cái lưới này. Nhưng mà căn bản là nếu mà chó các bạn nuôi đầy đủ, cung cấp đầy đủ sữa này, canxi đầy đủ thì dùng chất liệu nào nó cũng như nhau thôi. Đó. Rồi và ngay bây giờ mình sẽ bắt đầu lót sàn cho hai cái chuồng này và bắt đầu cho các bé ở chuồng nha. Các bạn ơi, và bây giờ thì cũng đã làm xong được hai cái chuồng để mà bắt đầu chờ tụi nhỏ từ ổ chuyển hơi chuồng. Thì các bạn có thể thấy nè, là có cái miếng lót này thì các bé sẽ không có bị lọt chân. Rồi bây giờ cũng sẽ bỏ thử vô nè. Các bạn lưu ý là chuồng chạy các bạn nhớ sạch sẽ ha, tại vì các bé này rất là yếu, chưa có vaccine nên khả năng lây bệnh rất là cao, rất là dễ có bệnh. Mẹ tiền, cái mẹ tiền có vẻ hơi lo lắng. Rồi. Vậy là các bé đã giờ qua chuồng xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo đến từ Coffee Farm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.